Các cái bài vè đó là một cái sản phẩm văn hóa của Việt Nam. Chúng tôi muốn đưa cái bài vè để mà mô tả cái những cái nét đặc trưng của một cái sản phẩm cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đó là cái chanh muối. Như các bạn biết rằng chanh muối đầu tiên thì chúng tôi làm từ bằng các cái trái chanh tươi được chọn lọc rất kỹ, và qua cái thời gian ủ và lên men thì chúng tôi có cái sản phẩm đây là cái trái chanh muối. Chúng tôi chỉ sử dụng cái nước cốt của chanh muối để pha chế ra một cái sản phẩm chanh muối để uống, và do đó chúng ta thấy rằng cái sản phẩm nó rất là trong suốt và không dùng màu. Cái bài vè mà chúng tôi muốn nói lên đây để mà mô tả hết tất cả những cái đặc tính, những cái đặc biệt nhất của cái sản phẩm của chúng tôi, và trong đó nó có tạo ra sự khác biệt với các sản phẩm chanh muối khác trên thị trường. Đó là chúng tôi làm từ cái nước cốt chanh muối. Cái sản phẩm chanh muối trước đây thì người ta chỉ nghĩ rằng nó là đơn giản là sản phẩm muối giải khát. Còn ngày nay với những cái phương thức lên men cổ truyền cộng với các cái công nghệ sản xuất hiện đại, chúng tôi đã đưa đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm chất lượng cao, không những chỉ giải khát mà đem lại cái sự bổ dưỡng, bù nước, bù khoáng cho những người lao động nặng nhọc, những người tham gia thể thao, chơi tennis, chơi golf, chạy bộ, leo núi và cả đi theo những cái chuyến du lịch dã ngoại. Chúng tôi hy vọng rằng những cái lời hay, ý đẹp trong cái bài vè mô tả cái chanh muối lại một lần nữa nó kéo lại được cái sản phẩm truyền thống này về với những dòng suy nghĩ của người Việt. Cái bài vè này nó nói lên những cái sự thật, những thực tế của một sản phẩm bổ dưỡng, đó là chanh muối Pirico. Nước và muối khoáng cùng lúc ta uống sẽ thành tố.